Một năm tuyệt vời đã qua, người người lại cùng đón xuân đang về. Mùa xuân năm nay quẩn quanh bên nhau, kể cho nhau nghe bao vui buồn. Những lời ca mùa xuân đã vang vọng khắp phố phường Sài Gòn. Mọi người náo nức chuẩn bị sang xuân. Trong không khí rộn ràng, tươi vui ấy của đất trời, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại BBT cũng tổ chức buổi tiệc tất niên ấm cúng tại chính sân thượng của Tổng Công ty BBT. Buổi tiệc là tâm huyết của ban lãnh đạo cũng như toàn bộ nhân viên BBT nhằm mang đến một không khí xuân sum vầy, đoàn viên giữa anh em trong công ty cùng các đại lý thân thuộc, học viên và fan hâm mộ đã gắn bó với BBT trong nhiều năm qua. Để buổi tiệc rực rỡ và ý nghĩa, ban quản lý cùng tập thể nhân viên đã lên kế hoạch trong vòng một tuần lễ khâu ý tưởng tổ chức, chuẩn bị sân khấu, bàn tiệc buffet theo phong cách phương Tây. 18 giờ ngày 18 tháng 1 năm 2018, buổi tiệc tất niên BBT chính thức bắt đầu với lời chào hỏi, chúc mừng và chia sẻ đầy tình cảm của Giám đốc Duy Nguyễn. Xin kính chào quý quan khách, quý khách hàng thân yêu, đối tác và các bạn fan cứng của THOL ơi. Đã không ngại đường xa, thời gian đến chung vui cùng buổi tất niên đạm bạc của công ty BBT năm 2018. Không công nệ, Duy Nguyễn gần gũi bộc bạch những tâm tư của một người lãnh đạo dìu dắt con tàu BBT trong suốt nhiều năm qua và gửi lời cảm ơn đến tập thể nhân viên cũng như các bạn học viên, fan hâm mộ cùng các đại lý đã luôn ủng hộ BBT trên suốt chặng đường phát triển 7 năm. Sau màn phát biểu chia sẻ tình cảm của Tổng Giám đốc Duy Nguyễn, bữa tiệc nóng dần lên với tiếng hát trẻ trung của PT Nguyễn Chiêu Kha. Tiếp đến là màn thể hiện của các học viên cử cựu chú Bảy, anh Nguyễn Hùng Phú, vân vân. Điều đặc biệt của buổi tiệc tất niên BBT 2018 chính là chương trình bốc thăm, con số may mắn và trò chơi mừng xuân. Tất cả mọi người tham gia tiệc đều được bốc một con số may mắn. Phương Trần cùng Giám đốc Duy Nguyễn lần lượt tiết lộ các giải thưởng nhất, nhì, ba đầy hồi hộp và thú vị. Tiết mục trò chơi thu hút đông đảo các bạn trẻ của BBT tham gia. Sự tươi mới của tuổi xanh tạo nên không khí náo nhiệt cho những ngày chuẩn bị sang xuân ngập tràn tiếng cười. Chuẩn bị nha! 1, 2, 3! Chúng ta đếm tới 20 nha quý vị! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, đau hỏng quá. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 10, 19, 10, 19, 10. Khép lại năm 2018, BBT ghi nhận những thành công trên những phương diện phòng gym và thực phẩm bổ sung. Duy Nguyễn sẵn sàng tham khảo ý kiến của các bạn về chất lượng phòng tập và lắng nghe góp ý cần bổ sung khắc phục những mặt hạn chế của phòng gym BBT Bình Tân. Thì một trong những cái vấn đề mà công ty BBT sẽ khắc phục trong năm 2019 ở cái gym center sẽ là thiết bị nâng cấp bằng những thiết bị dòng nó cao cấp hơn, nó tốt hơn, tập luyện cho nó đã hơn. Trên cương vị lãnh đạo, Giám đốc Duy Nguyễn đưa ra định hướng về một năm 2019 đầy hứa hẹn cho con tàu BBT nhắm thẳng hướng đến các mục tiêu sau: khai trương 2 gym center BBT Hiệp Thành quận 12 và BBT Hiệp Phú quận 9 với diện tích mỗi dự án lên tới 2.000 m2, trong đó diện tích phòng gym chiếm 1.000 m2, rộng, thoáng, thiết kế đặc sắc hơn hẳn BBT Bình Tân, khẳng định tầm vóc BBT ngày càng phát triển, vượt trội hơn nữa. Thay đổi giảm máy tập BBT Bình Tân chuẩn Made in USA, đẳng cấp và hiện đại. Tuyển dụng thêm nhiều vị trí nhân viên đáp ứng nhu cầu mở rộng của công ty như PT, bảo vệ, shipper. Thì những cái vị trí mà công ty tuyển đó, các bạn có bạn bè thì các bạn có thể giới thiệu, hoặc là các bạn xem livestream, các bạn có muốn đầu quân trong công ty BBT á, thì có thể ứng cử vào những vị trí sau đây. Thứ nhất là PT thì cả nam và cả nữ. Thứ hai là bảo vệ. Thứ ba là shipper. 3 vị trí tuyển nhiều đó. BBT không còn là một công ty đơn thuần, mà đây chính là ngôi nhà chung của tất cả nhân viên cùng cộng đồng gymer đam mê mục tiêu gym phục vụ cuộc sống. Duy Nguyễn là người sáng lập, phát triển, gắn kết những trái tim yêu gym chân chính hướng đến cuộc đời và tạo ra công ăn việc làm lý tưởng cho nhiều đối tượng. Có thể nói, Giám đốc Duy Nguyễn sẽ mãi là một tấm gương gymer doanh nhân sáng giá, đa tài của làng thể hình Việt Nam. Một lần nữa, Duy Nguyễn lại thay mặt tập thể BBT gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người đã đến chung vui bữa tiệc tất niên 2018 và chúc mừng năm mới 2019 an khang, thịnh vượng. Quan trọng hơn, Duy Nguyễn mong muốn tất cả mọi người có mặt trong đêm tất niên cùng toàn thể quý bạn bè, fan hâm mộ đã và đang theo dõi BBT sẽ mãi mãi đồng hành, sát cánh cùng BBT và Duy Nguyễn trên những chặng đường tương lai sắp tới. We are one. Chúng ta là một. Đối với Duy á, đã là bạn bè, suốt đời sẽ là bạn bè. Ngày hôm nay, những người ngồi ở đây là những người bạn thân nhất của Duy. Năm cũ đi qua với những niềm vui, nỗi buồn, nhưng lắng đọng lại sau tất cả là những điều hạnh phúc. Những con người thân thương luôn chia sẻ vui buồn cùng bạn bè. Chúc BBT cùng Duy Nguyễn và tập thể nhân viên một năm mới heo vàng theo đúng nghĩa của sự vàng son. Năm cũ khép lại, thay mặt công ty BBT, Duy xin chúc các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng. Và cái điều quan trọng là gắn kết với BBT nhiều hơn, tập gym nhiều hơn để có một cái body đẹp hơn, để đạt thành công trong cuộc sống cao hơn. Tiếp tục hẹn gặp các bạn ở 3 phòng gym của công ty BBT. Trong màu sắc dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen, hết mặn nồng dọi lại đến hơn ghen, hai thái cực tình yêu và hóa học. Màu phái huy hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cường, em ơi em trong lá đỏ khoe sương, màu dung dịch ánh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng dòng điện phân cây nghĩa mãi vững bền với liên kết thời gian. Trái tim anh sắt đá cũng hòa tan, tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim. Chót phóng ra đời anh chỉ có em mà thôi, mà đồng vì em quá nhiều bí mật. Thương nhau cũ có đi rồi lại mất, anh thân thờ trong khoảnh khắc cô đơn.